Với kênh YouTube của mình, hôm nay mình sẽ review câu chuyện Tuần của bé. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Cộng hòa Séc. Lá cờ của nước Cộng hòa Séc sẽ gồm có 3 màu: trắng, đỏ và xanh dương. Diện tích của chúng là 78.866 km² và được nằm trong khu vực Trung Âu. Trên bãi cỏ ven đồi có hai chị em cô bé đang nô đùa vui vẻ. Bỗng nhiên một đàn ngỗng trời từ đâu xả xuống quắp cậu em bé đi. Cô bé hoảng hốt chạy theo đàn ngỗng. Trên đường đi cô bé gặp bác bếp lò. Cô bé dừng lại hỏi: "Bác bếp lò ơi, đàn ngỗng trời mang em cháu đi đâu rồi ạ?" Bác bếp lò đáp: "Cháu hãy cho thêm củi vào lò, bác sẽ chỉ đường cho." Cô bé liền cho củi vào lò và bác bếp lò chỉ đường cho cô bé. Trông thấy một cây táo quả chín đỏ, cô bé hỏi: "Anh táo ơi, anh có biết đàn ngỗng trời mang em tôi bay hướng nào không?" Anh táo nói: "Cô hãy hái hộ những quả táo chín, tôi sẽ chỉ đường cho." Cô bé nhanh tay hái táo và chạy theo hướng táo chỉ. Gặp dòng suối, cô bé hỏi: "Chị suối ơi, đàn ngỗng trời mang em tôi đi hướng nào rồi?" "Hãy nhấc hòn đá ngăn dòng nước chảy, chị sẽ chỉ đường cho." Chị suối róc rách trả lời. Cô bé vội vàng bê hòn đá lên bờ. Chị suối reo mừng chỉ đường cho cô bé. Cô bé chạy mãi đến một ngôi nhà nhỏ. Cô bé nhìn thấy một phù thủy đang ngồi quay sợi, còn cậu em của mình đang ngồi chơi với quả táo vàng. Cô bé rón rén lại gần bế em rồi bỏ chạy. Đàn ngỗng trời trông thấy liền sải cánh đuổi theo hai chị em cô bé. Đến bên suối, cô bé nói: "Chị suối ơi, hãy giấu chị em tôi với." Chị suối chỉ chỗ cho hai chị em nấp trong một hốc đá. "Chờ cho đàn ngỗng trời bay đi." Cô bé lại bế em chạy tiếp. Nhưng đàn ngỗng trời đã phát hiện ra hai chị em, chúng liền lao xuống. Cô bé chạy đến bên cây táo rối rít gọi: "Anh táo ơi." Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Cứu Phật, Vật Trả Ơn được nằm trong cuốn sách Chuyện Cổ Tích Việt Nam. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Bé Thực Hành Làm Bánh được nằm trong cuốn sách Kinh Nghiệm Đầu Đời Của Tôi. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Haiti. Nước Haiti được nằm trong khu vực Bắc Mỹ và có diện tích là 27.750 km² và nước Haiti sẽ có hai sọc ngang dùng màu xanh dương và màu vàng màu đỏ. Trên lá cờ phần giữa của nước Haiti thì mình nhìn thấy là ở trên này nó có như một cái chiếc thuyền và có những cái cánh buồm ở trên cái vùng cái hình vẽ ở giữa cái lá cờ. Ngày xưa, ở một làng nọ có một anh chàng chẳng có tài cán hay nghề ngỗng gì cả. Anh ta chỉ được cái hiền lành hay thương người mà thôi. Từ lúc vợ chết, cuộc sống của anh trở nên túng bấn, khốn khổ. Có dạo anh phải ngửa tay ăn xin. Thấy ngày này hèn hạ, lại không nuôi nổi tấm thân, anh chàng mới xoay sang đi làm thuê. Chàng đã phải xin đi làm thuê cho một lão nhà giàu keo kiệt. Chỉ mới làm được một ngày thì anh đã thấy nhọc mệt và bị chủ la mắng nhục nhã nên anh lại bỏ việc và dự định làm nghề đi câu. Chiều hôm đó anh nhận tiền công rồi, anh đi mua lưỡi, mua dây để làm nghề mới. Sáng hôm sau anh ra ngồi ở bờ sông câu cá, nhưng mãi đến trưa mà chả kiếm được tí gì.
Mãi đến chiều mới thấy phao chìm xuống, anh chàng ta mừng quá. Giật lên thì chỉ được một con rắn nước. Lấy làm bực mình, anh chàng gỡ con rắn ra rồi quăng xuống sông. Lần thứ hai, giật lên thì cũng chính là con rắn nước hồi nãy. Anh kêu lên, rắn ơi, tao nghèo lắm, mày đừng hại tao hết cả mồi. Rồi đây biết lấy gì kiếm ăn. Anh chàng lại quăng con rắn xuống nước. Lần thứ ba cũng lại là con rắn đó mắc vào lưỡi câu. Anh giận lắm, không thả rắn xuống nước nữa, mà nắm lấy cỏ rắn mang về định giết. Trên đường mang rắn về nhà thì tự nhiên con rắn nước kêu lên, đừng giết tôi là con vua thủy phủ. Vì tôi muốn làm bạn với anh nên tôi mới tự cắn câu nhiều lần như thế. Anh chàng đang ngạc nhiên thì rắn lại nói tiếp. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Sứ mạng của cây sồi được nằm trong cuốn sách IQ. Mình xin mời các bạn của mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lá cờ của nước Hoa Kỳ. Nước Hoa Kỳ sẽ có diện tích là 9.826.630 km² và được nằm trong khu vực Bắc Mỹ. Lá cờ của nước Hoa Kỳ sẽ có những sọc đó là đỏ và trắng. Và bên cái góc hình chữ nhật màu xanh này có rất là nhiều ngôi sao màu trắng ở đây. Một chàng tú nhà nọ đã hai lần hỏng thi nhưng vẫn quyết tâm liều chõng thi lên thi lần thứ ba. Hai hôm trước ngày thi, chàng mới thấy một mình chồng củ cải trên tường. Giấc mơ thứ hai là dưới trời mưa, dù chàng đã đội nón rồi mà vẫn che ô. Giấc mơ thứ ba là chàng nằm ngủ cùng vợ nhưng hai người quay lưng lại với nhau. Ba giấc mơ này dường như là điềm báo, nên ngày hôm sau, tú tài nọ vội tìm thầy giải mộng. Thầy vừa nghe xong đã vội xua tay nói, anh mau về nhà, đi thôi, anh thử nghĩ mà xem, trồng củ cải trên tường cao chẳng phải là phí công vô ích sao, đội nón, gương ô, chả phải là thừa sao, nằm trên giường với vợ mà lại quay lưng vào nhau thì chả phải là hết duyên rồi sao. Tú tài nghe thấy thì nản chí quay về quán trọ, sắp xếp hành lý, chuẩn bị về quê. Chủ quán trọ thấy thế rất ngạc nhiên, bèn hỏi, chẳng phải ngày mai đã là ngày thi rồi sao, mà hôm nay cậu lại về quê thế. Chàng tú tài bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông chủ quán trọ mừng rỡ nói, ồ, tôi cũng biết đoán mộng, tôi thấy cậu lần này nhất định phải lưu lại, bởi lẽ trồng rau trên tường chả phải đỗ cao rồi sao, đội nón còn gương ô chả phải nói rõ là cậu đã phải chuẩn bị đủ rồi sao, lưng vợ chả phải chỉ cần cậu quay người là đến rồi sao. Tú tài nọ nghe xong cảm thấy rất có lý, chàng quyết định ở lại dự thi và quả nhiên đã đỗ thám hoa. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Hoàng tử bé. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.